Dạ, xin chào quý ông bà con bác. Hôm nay có cái duyên lành làm về ở khu du lịch Phú Điền, Kiên Giang. Cho là cái khu resort cũng rộng lớn lắm. Ở đây là bao nhiêu hecta này vậy? Hơn 7 hecta. Để cho khách tham quan du lịch. Mà là mình có cái duyên là gì? Hôm nay là mình đi bên Phú Quốc để mình cưa cây. Mà cái đi lại cái đò tàu cao tốc á thì bây giờ ta chở người chứ ta không chở xe. Dạ. Xe ông đa mình đi theo là mình chở máy cưa, đi chở đồ nghề nữa mình đi là cưa cây cho bà con bản á. Rồi nó lỡ chiến là 12:30 trưa này là nó chạy nhưng mà không chở được xe, cho nên nhớ lại đây là bà con. Dạ. Bà con mình nhớ lại là vậy thôi, bây giờ đi lại ghé thăm cách qua 5 km thôi từ cái bến tàu là kêu Gạch Giá đó, bến tàu Gạch Giá. À, về đây là có 5 km rồi là đến đây thì cũng mừng rỡ rồi mới đón tiếp rồi giới thiệu mấy cái món ăn này nè. Cái này này là kêu là ớt núp lùm, mà cái cây này là mình tưởng nó nói là giống như cái sơ dừa, mình tưởng cái ai già làm cái cộng xã người ta dần nó ra cái cũng còn không phải sát khúc, không phải sát nhuyễn ra mà nó dài luôn, dập cái mây dập đó, cái mây nhúng với bột rồi chiên lên ăn mà nó thơm, nó ngon lắm. Cái này ăn nó cũng ấm tỳ nữa. Dạ. Có nên như là thông cổ mát họng sảng khoái dài lâu đó. Đây là ớt mà ướp gia vị này kia nọ, nãy giờ mình cũng có đã ăn hết một dĩa bên đây rồi đó. Nhưng mà rồi đây giờ có món này là cái này kêu là cái này là heo mồi ha, heo mồi, mà cái này mình dồn vô cái ruột nó rồi mình nướng ha, đúng không? Rồi cái này là đây, cái này bánh gỏi luôn rồi hả, dính cá luôn hả? Ôi trời sao dính cá bóng tượng. Rồi nãy giờ để cần câu sẵn. Ồ, giả lên. Wow. Nó nuốt lưỡi rồi. Cái này lâu nãy nó nuốt lưỡi rồi. Đây là khu du lịch sinh thái. Cái ông để cho người thích câu cá. Dạ. Là câu cá là dưa. Câu cá có giải thưởng luôn. Có giải thưởng. Ở hơn chứ đó. Ủa, này 300-400 gram á. Ồ, con cá này chắc lưỡi. Cái này mình lấy cái kìm mà mỏ nhọn đó mình gấp cái ngạnh ra rồi. Cái con cá này chắc khó sống tại nó móc sâu quá. Cái kìm. Cá này bao nhiêu lên chảo luôn. Vậy là vô khỉ có nhiên đó đây. Thấy giờ để mình ngồi ăn trong này mà mình vừa thư giãn được câu cá vừa được ăn ngon nữa. Đó, tại cái nguyên một cao này. Này thì nghe nói thì Phú Quốc thì biển nên có đẹp đẹp câu. Mà nãy giờ không chi dính. Anh hiền thì câu cái cần kia nó đứt có anh hiền câu. Hồi nãy là đứt cái một con lưỡi rồi mình không có cá đứt lưỡi nữa. Cá dồ ở đây hình như 7-8 kg một con á. Có 15 kg nữa. Có mười mấy kg luôn. Rồi chắc thẳng rửa tay luôn. Nó sống không? Nó sống thì chắc sống mà. Nhớ rồi. Cá đi. Cái hồ cá đi. Cá dồ luôn. Cá vô cái hồ cá đi. Cá vô hồ cá. Rồi tiếp tục. Cho nó con tôm này ơi. Ê. Cho nó con tôm nữa. Tôm. Tiếp tục lại chương trình là ở đây là có đãi tiệc cưới luôn. Dạ. Hội nghị luôn, nghe nói là ngày mai với ngày mốt có là cũng là một hội nghị lớn ở đây. Là cái ngày mốt là cái gì bên mai thì là bên... tiếng kèn đội ta của tỉnh đoàn. Tiếng kèn đội ta của tỉnh đoàn. Vậy là mời các cho cả khu vực phía nam. Dạ. Tính từ Huế trở vào. À, dạ. Vậy hả? Số lượng là hơn 40 đoàn khách. 40 đoàn khách, hình như 1.000 người. Nhưng mà mình có cái là mình đặt vé đi rồi là mai có mặt ở bên Phú Quốc. Nếu mà, dạ. Nếu mà tiếc. Không thì ngày mai hoặc ngày mốt ở đây cũng rất là vui. Là ngày 28 với 29 tháng 7 năm 2022. Là công tác chuẩn bị. Là ngày lừa thương binh là liệt sĩ ngày hôm nay nè. Dạ. Cái lúc trước là ngày thương binh liệt sĩ mình hay có tham gia vô là để đu thuyền, là cứ đưa chèo xuồng bơi đó, rồi với đi bắt giúp, vui lắm. Đó là ở ngay chỗ cái địa phương mình, ngay chỗ cái đền thờ anh hùng liệt sĩ luôn đó. Rồi
bà giới thiệu tiếp cái món ăn. Thì nhiều món ăn ở đây là đa dạng phong phú. Cái này đây có trên cái menu đó kìa. Menu của nguyên khu du lịch sinh thái luôn. Đây là mình đãi chắc cũng phải lâu lắm mới ăn hết. Không hết nổi đâu. Ba ba nấu cuối. Nhiều món quá. Lên trên đó là một lát có cái khu quỷ lộng mấy cái con mà cá con cầm muối với cá nhám. Dạ anh Năm cho em hỏi là trong khu du lịch sinh thái này mình có những khu vui chơi nào vậy anh? Trong này thì nó có nhiều khu chơi đó, cái khu ra ngoài nè, các cái khu trò chơi dưới nước. Dạ. Khu hồ bơi. Dạ. Rồi đua thuyền. Dạ. Trên hồ câu cá, giải trí. Phía trước thì chơi cầu lắc. Cầu lắc hôm nay luôn. Có cầu lắc luôn hả? Có cầu lắc. À, hôm nay chơi ném bóng thôi. Dạ. Chơi bóng nước. Bóng dưới nước. Dạ. Hồi nãy thấy có cái mấy cái khung thành đó ở dưới cái ao. Dạ. Hồ đó. Rồi các hoạt động vui chơi vậy ở ngoài trên bờ. Dạ. Rồi có cái cấp trượt luôn. Dạ. Lên cái tháp mình trượt xuống. Dạ. Rồi xuống hồ luôn. Dạ. Chơi chơi thì nhiều luôn. Dạ. Rộng khoảng hơn 7 hecta mà. Chơi bóng đụng. Dạ. Chia thành hai đội rồi mang bóng đụng người đụng nhau trên sân bóng. Dạ. Cái bóng đụng là cũng như là cái chơi bóng lớn mình ngồi trong mình thì nhảy vô, ai có sức là đụng người kia là rồi. Người nào té thì thua. Dạ. Bóng đụng vui lắm. Dạ em cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình để mình tiếp tục mình sơ sơ đó cái mình một lát cho mình đi mời quý vị đi tham quan. Mời quý vị đi tham quan và trải nghiệm. Đấy bán nhiều lắm. Sảnh tiệc thì sảnh ngoài sảnh dạng sảnh mở đó. Dạ. Còn có 3 sảnh lớn. Một cái sảnh thủy trúc, rồi sảnh thủy tạ. Dạ. Rồi sảnh trung tâm. Dạ. Sảnh trung tâm là lớn nhất, sẽ chứa hơn 1.000. Dạ. Rồi sảnh lạnh thì có 2 sảnh. Cái sảnh happy sẽ chứa là khoảng 70 bàn. Dạ. 70 bàn tiệc. Rồi cái sảnh lôi ở trên lầu 1 là sẽ chứa hơn 300 khách. Dạ. Hơn 30 bàn. Dạ. Dạ. Thì có 10 phòng VIP. Dạ. Quá rộng. Sắp tới đang mở rộng trong cái khu khu sảnh thủy trúc nữa bên đó nữa. Dạ. Là nó rộng. Cái sảnh nhỏ sẽ chứa khoảng chừng 60 khách. Dạ. Hai sảnh. Dạ. Đó là các cái phòng limo riêng tư á. Dạ. Phòng riêng tư như kiểu hôm nay. Dạ. Dạ. Là số lượng khoảng 5 phòng. Dạ. Mấy như thí dụ cái này cái tâm này có thí dụ cái tiếng Anh là đó tới là cái men sọc hay gì đó, phải không? Men sọc gì đó, hay là cái tâm trò lá là của sinh dường số lượng là 50 số lượng 50 cái đó 50 tâm trời. Tại vì có ông bạn ở nước ngoài ông Greg á, ông làm kêu là xây cho tôi làm gì đàn cái ông kêu là cái men sọc men sọc tên tiếng Anh có 50 hơn 50 cái vậy à. Nó dòng xung quanh hồ nè, dưới trên bờ. Thôi vậy vậy mời bà con mình tập trung dùng chút đi rồi cái mình lắc. Dạ. Xung quanh đây thì chắc chút nữa đi tham quan chắc đi bằng xe máy. Xe máy trên đây đặc biệt cái tuyến đường chính. Dạ. Một bên là đường gọi là đường Xuyên Á hay là quốc lộ 80 á. Dạ. Nó nhiều tên lắm. Đường Xuyên Á, đường quốc lộ 80 rồi đường Võ Văn Kiệt. Dạ. Đường hành lang nhân biển cũng là cái tuyến đó. Dạ. Rồi phía bên hướng tây là cái tuyến Lạc Hồng, đây là Lạc Hồng. Dạ. Rồi nó dài thì cái tuyến đó là cái đường chính đi vô thành phố Rạch Giá. Dạ. Đường ngõ lại qua thành phố Rạch Giá thì nó khoảng hơn cây số thôi. Gần. Dạ. Đã tí sinh thái nhưng mà rất là gần trung tâm thành phố. Dạ. Nằm trên hai địa bàn. Dạ. Một phần là nằm ở trên huyện Châu Thành, một phần là nằm ở trên đất của thành phố Rạch Giá. Dạ. Lại nhiều người đường lắm. Xe 50 chòi ở xung quanh vòng vòng nè. Hai bên mặt hồ. Vui là đón tiếp cái đoàn của Duy Thủy ha. Cảm ơn nha, chúc cho thưởng được làm ăn phát tài nha. Như trên nhiều đối tác với nhiều cái mối làm ăn lớn để đến đây đây như mấy cái tiệc cưới rồi nên thì tại vì cái cảnh cảnh này rất là đẹp, rất thoáng mát, lịch sự nữa.
thì mấy mấy em trai này cũng dễ thương nữa, nhất là khỏe nè, cũng như phải thôi. Mỗi em này chắc cao 1m78 không con? 1m75 hả? 1m75 đứng gần ảnh mà nhại luôn. Tao đứng gần ảnh mà nhại luôn. Ê, cao quá. Còn chưa tới 1m6 nữa. Mà bạn thì có cơm chiên cá mặn hay gỏi tép chống đồng thì chơi vô thì rồi bắt cái bạc ra đi có nguyên liệu thôi. Thôi cũng xin tạm ngưng tại đây để vào dùng tiệc với cả nhà, và xin mời quý vị cùng theo dõi xem ở trong khu du lịch sinh thái Phú Điền này có những gì nữa nha. Em cũng hoa đang khiêng con cá đi kìa. Ôi cá. Lên xe chở, lấy xe đi luôn. Dạ, trời ơi cá nó dài. Dài chắc gần 8 tấc cả mét quá. Má bự bà con ơi. Đi thả vô. Đây khu vui chơi vòng vòng. Cá khoảng 8 tấc 1 mét không bà? Cá này 9 tấc. Trời 9 tấc. À, khoảng bao nhiêu ký bà biết không? Là lớn quá, thôi thả nó lại đi. Đây, thấy đâu? Đâu ăn mới ngon. Lớn lớn cái da nó dày hả? Dạ đúng rồi. Cái đó mình chiều mình ăn luôn. Đây bà đo thử mấy gan. Ủa ôm vậy nè. Cầm cầm con cá cao ổng luôn mà. 1 gan. 2 gan, 3 gan, 4 gan. 4 gan mấy là 9 tấc. Hôm nay đem cái cần câu luôn theo đi đi câu biển chơi. Cầu dữ hôm nay cũng như vậy là cũng gặp cái dịp may hồi nãy thì dính con cái bóng tượng. Quá trời ạ. Nếu mà biết cách câu chứ không biết cách câu là hồi nó vuột mất tiêu rồi. Nãy đốt lưỡi luôn rồi, cắt lưỡi đây luôn. Con này làm mấy món luôn. Cắt lưỡi luôn hả? Cắt lưỡi nút sâu quá. Vậy là đâu có sống nổi. Cắt lưỡi hả? Cắt lưỡi à? Lưỡi câu còn. Bỏ vô hồ đi chiều mình làm lẩu này là làm liền. Làm lẩu mắm được cũng. Hồ nào? Có hồ nào? Hồ kia. Cá nó trắng tươi và phết chút luôn. Có cây cần không ta? Cần thử không? Có cây cần không? Có cây cần này nè. Cá cần nè. Cần nè. Cần thử bao nhiêu ký? Để gõ lên nó bóng thơm mắt vậy em. Nếu biết cả nhà cầm quay cái thấy gõ luôn. Để cái gõ lên rồi mình để lại. Cá làm đẹp vậy. Ủa? Bên này không có hả? Đây có nè. Ồ, ngon. 7 cái mấy, 8 ký. 7 ký rưỡi. Cái cốt nhận rưỡi đó có 7 ký. Nhúng nhích. Cái cam nhúng nhích đó.
Đây cũng có hải sản tươi sống luôn nè. Có cá lăng đuôi đỏ nè. Ôi cá lăng đuôi đỏ luôn. Nó chạy đụng 17 kg không? Cá lăng đuôi đỏ mà cá này cá biển mới có không? Cá này của trên nước ngọt. Trong nước ngọt mình nè. Trời ơi cá lăng đuôi đỏ nè. Trời. Thịt này thịt đuôi đỏ cá chép giòn. Ừ, thịt con cá này ngon lắm. Đó luôn hay dạ. Đó. Còn cái này là cá thịt ghế. Con cá con tượng nãy nè. Con tượng nãy chắc nó lỗi đó. Bên đây có cá chè bẻo hay là cá nhám. Cá bóng muối. Muối cọp hay gì đó. Muối chân trâu. Cá nhám. Đó. Cá này là cái thịt nó chất sụn không à, nó có xương. Dạ. Nó ngọt cái núi à. Trời ơi. Và đây là sau khi ba Cú Hoa và nhóm ăn uống xong rồi, bây giờ đi vòng vòng để tham quan khu du lịch sinh thái Phú Điền. Rộng lớn ghê. Đây có khu vui chơi cho trẻ em nữa nè. Có cái cầu lắc. Sẵn sàng qua dặn lại gì đâu. Cái nào? Chui hỏng cá được nha. Đây cây cầu lắc nè. Không biết quý vị có coi cây cầu lắc này chưa? Cá phi tự nhiên á, nước vô nước ra là nó sẽ đi vô. Ba đi dây thử không ba? Đi dây thử không? Ở đây nước vô ra được không? Dạ đúng rồi, nước vô ra, nước vô. Ba cô Hà lấy điện thoại ra rồi. Với câu là nước sẽ vô ra tự nhiên, và với con cá phi tự nhiên sẽ đi theo cái dòng nước vô, mỗi khi nước mưa mà nó xuống nó giặt lên, những con cá phi con nó sẽ đi dây. Ướt quần. Ở chính giữa nó bị chủng nha chú ơi. Chính giữa nó bị chủng nha. Mình đi là có thể là nó xuống ba đu dây qua luôn cho nó mau. Mình đi ra giữa thì có thể nó xuống tới đúng mình luôn. Đây con dây xa lắm á. Wow, đúng là vua khỉ. Biệt danh vua khỉ không sai. Thì mới làm hai ly nhẹ nhẹ đó. Không có lần không. Dạ chưa. Chưa. Đó là cái dùng chủng nhất rồi. Cái đó ướt lưng rồi đó. Không. Rồi ướt ba gồng lên á. Ướt cái quần luôn rồi. Rồi cái này phải có hai cái kích hai đầu á. Kích dây bớt lại. Ướt cái quần luôn rồi sau. Da nặng quá thì nó sẽ trùng xuống. Rồi đó là mình làm con dây này căng ra. Rồi mình cho chơi con dây. Nghĩa là hai con sẽ đi tối đối lập với nhau rồi xong mình sẽ rung. Rung cho nó té xuống nước. Nên vừa gọi là hè đó là tổ chức cho đoàn của học sinh với sinh viên với lại của bên nhà thờ rồi đó. Dạ. Chơi nhiều quá cho nên là cái này chưa kịp bỏ gì rồi. Nó còn chủng gì thấy. Dạ. Dạ cho em xin phép em hỏi sẽ chỉ vượt qua mình chơi trò khỉ đu dây luôn. Dạ. Dạ cho em xin phép em hỏi anh đây là tên gì? À em tên Cường ạ. Dạ. Anh Cường. Anh Cường. Dạ. À hồi anh thay đồ ra chơi với ai của em ạ? Đó, chơi cái cầu dán đó. Một chút nữa em sẽ có cầu lắc. Một số bạn là sẽ ra là test thử cái cầu này cho mọi người coi. Dạ. Phú Điền nó có cái trang du lịch Phú Điền trên Facebook. Dạ. Dạ. Trang fanpage du lịch Phú Điền trên Facebook thì mọi người có thể lên cái trang fanpage ở trên du lịch Phú Điền thì tất cả những cái hình ảnh tư liệu cũng như là clip rồi đó là mình sẽ đưa lên trên hết. Dạ. Dạ. Mình tham khảo thử các trò chơi ở khu du lịch sinh thái. Chứ đồ nghe chơi với ba con luôn chứ đồ. Đến nhậu cũng được. Hoài té chứ. Lỡ ướt quần rồi chơi luôn. Mấy trò kia chơi cũng thể lực lắm à. Dạ. Chắc cái trò này em không chơi được nè. Ba mấy bên kia làm siêu thử thách luôn kìa ba. Bên kia siêu thử thách. Ba vui lắm mới chơi được cái trò đó. Dạ. Khuyến cáo du khỉ là cắt điện thoại lên bờ đi nha. Dạ cắt rồi, cắt điện thoại luôn rồi. À cái đó hồi để thay bộ đồ ra tòng chơi thử đây.
chiều mình cứ làm chơi đua bằng tay. Dạ. Rồi bây giờ mình di chuyển người con hướng lên đây luôn, mình sẽ dạ. giới thiệu luôn mấy cái trò chơi trước đây. À, anh Cường sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho nhóm của Hoa và ba của Hoa đi trải nghiệm mà. Cái dây hồi nãy á, tại vì nó bị sừ. Sừ mà mình săn cái ống quần lên thì nó sẽ ma sát vô cái nhượng chân này. Thì nó sẽ bị gác, nó đau. Chứ nếu không mà cái dây bóng bóng mình cứ đi trên như đó là không ướt quần. Dạ. Lấy đôi dép lấy dép với điện thoại có nhân viên phục vụ luôn anh khỏe nhân viên cao 1m75 luôn đó. Đi. Ủa đây là ốc đắng là dưới ao này đó hả? Ốc đắng đó. Ủa, đắng hả? Mấy bé lụm hả? Ồ ngon, ốc này nè nhậu ngon lắm à. À rồi nè ốc đắng lụm dưới sông dưới hồ. Hồ nước ra vô tự nhiên. Phía này là cái view rất là đẹp. Dạ. Những cái tum này dùng cho mấy khách mà người ta hay đặt tum để người ta ăn uống á, cái view xung quanh hồ rất là đẹp. Dạ. Câu cá tại chỗ luôn. Dạ. Hồi nãy Hoa cũng có quay khúc mà em có Hoa và mấy anh câu cá ở đây nè. Rất là thú vị. Ở bên kia cái công trình gì đang làm nha anh? Trò chơi này là trò chơi dành cho những người có thể lực cao giống như là vô kỹ đây. Cái này là mình chơi cách này đâu sao? Dạ đúng rồi, mình sẽ ba có gần đi vô thay đồ luôn mà. Hình như là trò này giống như là trò Sasuke vậy đó, mình vượt dạ. qua hết tất cả cái thứ này bằng à, cái đu qua tấm lưới đó. Đu qua tấm lưới, đu qua tấm lưới. Xong rồi sẽ quay về bằng cái mấy cái cục này. Để hồi trước để hồi chồng thay đồ thì trải nghiệm nha. Được hết trò này hết. Vậy hả? Để ai qua được đó. Dạ. Chứ ai qua ha được. Ba dám thử thách không ba? Ba dám nhận thử thách này không ba? Nhận. Nhận. Rồi vô thay đồ. Nhưng mà vòng vài xíu nữa mình sẽ quay lại. Nhận, vô khỉ chấp nhận thử thách. Vô khỉ chấp nhận thử thách. Biến hình á. Ai đá bóng nước của mình. Đây đây là bóng chơi bóng ở dưới nước. Bóng nước như bóng chuyền của mình. Có cái khung thành ở dưới nước luôn nè. Giới thiệu tất cả mọi người luôn, phía trước mặt của chúng ta là khu dã ngoại. Dạ. Mọi người thấy mấy con mô hình chạy không? Cái này là mình sẽ tổ chức picnic cho tất cả các đoàn của trường học. Của trường học. Mấy cái đoàn lớn giống như là nhà thiếu nhi ngày mai họ sẽ tổ chức trong đây luôn. Dạ. Họ sẽ tổ chức cho mấy đứa học sinh cắm trại xong là sẽ chơi những trò chơi kỹ năng sống. Dạ. Dạ. Giống như là mình sẽ tự đi kiếm củi, rồi mình tự nhóm lửa lên, rồi mình tự luộc rau hoặc là luộc trứng. Câu cá nướng. Dạ. Dạ. Đó này câu cá nướng hả chú? Mình câu cá dưới hồ đó mình đem lên đây mình nướng trực tiếp luôn. Dạ. Hồ cùng ba cá chơi. Nhà hồ cùng ba cá chơi. Đây ngày mai là làm tiệc liên hoan tiếng kèn đội ta. Cho các đoàn du lịch cũng được. Dạ. Đây là sân khấu chuẩn bị cho ngày mai của bên nhà thiếu nhi. Đây là chuẩn bị cho ngày mai nè. Bên kia cái công trình gì mà lớn quá chứ. Đó là Toyota đó. Của công showroom của Toyota. Dạ. Loại chuyển xe rồi luôn. Dạ. Lớn lắm. Đang giáp đất mình luôn. Dạ. Giáp đất. Giáp sạch đất luôn. Hàng sớm á. Hàng sớm là Toyota. Anh cho nó hơi bật bằng nữa làm lái chạy thì nó để có nhân tài. Nè, để lót cho sạch sẽ nè. Cho mấy bé thiếu nhi để đi không bị dơ cái chân nhiều. Từ chỗ này là mình sẽ sử dụng xăng cát hết. Khi mình tổ chức cắm trại còn đối với những sự kiện lớn giống như là tiếng kèn đội ta của bên thiếu nhi của khu vực miền Nam từ Khánh Hòa đổ vào đây. Thì trải như thế này em nó có thể ngồi xuống. Dạ. Và có thể bắt đầu là bắt đầu là ngày mai là tiến hành là chạy thêm ha. Tại cái sân này là đấy cũng như giống như mình để vận động, vận động cơ thể, chơi những trò chơi ngoài trời, team building giống như là kéo co hoặc là tiền bột, giống như hoặc là những cái trò như bóng đụng giống như hồi nãy mình nói vậy đó. Dạ. Hai người chơi một cái bóng là ủi nhau. Dạ. Băng ra xa. Nó còn là lâu nhất. Dạ. Bên đây là cái hồ bắt cá lóc. Ở trong mấy đứa học sinh cấp 1 với cấp 2 là ở trong đó là để cá lóc thôi ha. Thường là mấy đứa học sinh cấp 1, cấp 2 là rất
thích cái trò bắt cá lóc với lại cái chuồng gà bên đây. Dạ. Chuồng gà với lại khu bắt cá lóc. Hè là mình tổ chức cho học sinh nhiều lắm. Dạ. Có cái nấm ngủ này để cái miếng nơm đó. Cái nơm này là hôm qua có cái anh kia, anh vô anh bắt mấy con cá lóc bị cùng lại á. Có cái nơm gì nơm ra lủng bổ không? Chết con cá hả? Hình như có con cá còn sót lại hay gì. Còn đây coi này con cá quỷ, con cá này cá gì ạ? Trời trời trời. Giá xíu hốt con luôn. Đi xuống sông, xuống cái hồ. Đây là mấy con cá lóc mà học sinh nó bắt còn sót lại. Nó sống tới giờ luôn. Nó sống tới lóc vậy. Nó bắt lên về luôn hả? Này cái nơm nè. Cái nơm hư luôn. Nơm đúng quá. Cái chai vậy nó mất. Ồ nãy cái này đem vào bánh lẹ ăn cái giò không? Không nó mục luôn. Cái giò luôn. Trời không chạy tôi muốn chết nè. Vậy là mấy đứa này nó cái này đồ đồ hàng giác nó bỏ lại rồi. Dạ. Nó quên rồi. Dạ. Cái này nơm bấy đường không dính nữa. Khu trung tâm hội nghị tiệc cưới dùng để tổ chức những sự kiện như tiệc cưới hoặc là những cái hội nghị lớn của mấy công ty bảo hiểm. Dạ. Mấy cái công ty giống như là công ty thuốc trị sâu họ tổ chức hội thảo thì họ tổ chức trong đây luôn. Dạ. Trong này. Quảng cáo sản phẩm thì họ sẽ mượn luôn cái không gian ở ngoài trước này. Dạ. Để họ dựng những cái mô hình thôi lên. Dạ, cái sảnh này khoảng bao nhiêu khách được vậy anh? Sức chứa được này, sức chứa khoảng 600 khách. 600 khách. 600 khách. Đây. Để đi vào trong đi. Đây là cái đài phun nước không? Đúng rồi, cái này là cái đài phun nước rồi, bây giờ mình sẽ mở luôn cái đài phun nước lại cho mọi người. Thì anh lại mở cái đài phun nước thử. Đúng rồi, đứng xích ga để nó vô mặt. Nó xịt vô mặt. Cây nó sập. Ê, cây này búng ra nè. Cái cây đó búng ra đó. Cái quay ra mấy cái quay vô mấy cái quay ra là nó xịt vô mặt mình đó. Đó hồi nãy đứng bên đó là nó xịt nước rồi. Chỉnh nó vô, chỉnh nó vô. Nước bùng khá nhiều, nước bùng khá nhiều. Đây đi xung quanh vòng tròn. Wow. Cô Hà đang chỉnh mấy cái tia phun nước vào kìa. Wow. Khu ẩm thực sân vườn. Đây có menu món ăn hơn 100 món ăn. Hơn 100 món ăn. Mà cho con mượn đi. Nhưng tỷ nhiều quá nha. Ai vậy? Món ăn đây. Bán giá cá câu nè. Rượu. Bia. Tại vì quá nhiều hồn hoa cũng xin phép lật nhanh qua. Đây là cái hồ cá lóc. Nước ra vô tự nhiên. Cá lóc ta tưởng để dành để khách rồi. Sảnh lớn ghê. Đây cái sảnh. Sảnh này kêu mình sảnh gì. Ồ, rộng hết sức ha. Sảnh đây là cái sảnh gì tên gì? Sảnh Thủy Trúc. Thủy Trúc. Cái sảnh này. Tổ chức thi đây nè. Thi ăn. Thi ăn uống. Bây giờ cũng nhiều cái sân khấu á, sân khấu ở đây. Đi tham quan một ngày chắc không hết nữa. Hơn 7 hectare đất. Tầm cũng xin phép ghê.
mía để mình đãi các món ăn đó là mình nấu nấu nướng là có cái mía trong đó. Bên đó là một mảnh vườn nhỏ để trồng trọt những loại rau củ cung cấp cho nhà hàng ở trong khu du lịch sinh thái này. Có trái cây nữa. Củ lùng nữa kìa, trồng cái củ lùng nữa kìa. Bên kia sao quá. Mai. Mai nữa phải tùy. Này sân bóng cũng ở trong đây luôn. Quay sơ sơ cho quý vị xem ha. Mình đi ở trong này. Đúng rồi, mình đi mấy đường biên. đi đường biên. sân bóng với lại là quán cà phê. Đây ra tới quán cà phê rồi. Đây thì còn đang ra phía trước đây là quán cà phê và như là có ăn uống ở quán cà phê là có dịch vụ ăn uống. Đây là con cô Sáu mà lại nhờ ba của Hoa làm phụ giúp giúp với mẹ của Hoa. Trạm sạc của xe điện á. Trạm sạc xe điện. Ồ, có trạm sạc xe điện ở phía trước. Như ở đây là quốc lộ 80 phải không ba? Dạ, ra tới quốc lộ 80 luôn rồi. Trạm sạc. Trạm sạc xe điện. Đang trong quá trình triển khai thôi. Của VinFast. Của Việt Nam. Này là của Việt Nam nè. Sau này là ta sử dụng xe điện nhiều hơn xe xăng. Họ bán giống như là trạm dừng chân ở phía trước và có bán cơm luôn. Cơm sáng, cơm trưa, hủ tiếu, phở, bún sứa nữa. Con sứa. Hết bò giò rồi kìa. Hay là cái cổng. Trạm dừng chân đây. Đối diện bên kia là mấy chị bác sĩ ô tô. Dạ. Đối diện công ty ô tô Hyundai. Suzuki luôn. Cái khu này á là giáp ranh với ba cái cây xăng. Đây một cái cây xăng. Góc bên kia một cây xăng, một cây xăng. Dạ. Ba cây xăng, ba góc. Ba cây xăng, ba góc. Chỉ trong vòng khoảng 7 hecta đất. Hoa và ba của Hoa và nhóm cũng rất là vinh hạnh được anh Năm chủ khu du lịch Phú Điền này dẫn đi tham quan luôn. Nếu mà hồi sáng này là mình kịp chuyến tàu hoặc là tàu nó chở xe Honda đi được là mình đi qua Phú Quốc luôn rồi. Dạ. Thì qua nhà cái duyên. Đi qua Phú Quốc để ba của Hoa cưa hình như là một cây bàng lớn và mấy cây gì đó nhưng mà Hoa cũng chưa có rõ lắm. Nó cái bàng hai người ôm. Dạ. Lại là mấy cây tràm bông vàng. Dạ. Mình chưa thấy được. Mình cứ tin tưởng nhau đó rồi đến đó thôi. Dạ. Đây là những khu sống ảo của khách tham quan. Sống ảo là chụp hình đó quý vị. Đây,
nghe tên rồi chưa biết không? Vua khỉ Kiên Giang hả? vua khỉ Kiên Giang hả? Ở Kiên Giang. Anh cũng là thợ cưa đúng không hả bà? Cũng hỗ trợ khu du lịch. Được. Dạ. Cá nước ngọt. Cá tai tượng. Cá tai tượng nhà nhỏ hơn này không ạ? Cá gì cả? Cái này là cái rô, rô cái này có con ba ba nè. Rô, ba ba. Ba ba này luôn. Cắn nữa, cắn ở trên. Tôi chừng lại cho bụng. Mời nhanh quá. Bỏ lên cân thì nó nằm yên lắm. Lật lên. Bằng cái máy cái dồ cầu nãy cái dồ bỏ trong hồ hồ lương nấp lùm xả kho mẹ. Công ty cá tinh khiết. Giao qua đây. Này kho trữ đồ lại cho tươi. Nước đá đưa vào kho trữ đồ cho nó tươi. Rồi, đi cũng hơi giáp vòng. Cái tùm lớn nè. Tùm này tùm để đãi thì chắc cũng nhiều à. Đây. Kho 30 khách. Đây, xe của mình đây. Hả? Giật lộn mấy con cá gì? Cái đường ra ngoài sông luôn rồi. Câu không đã ra ngoài sông luôn. Ra hồ chứ. À, dính cá là chỗ đường chỗ đường đi ra lấy cái cần câu. Đâu rồi cần câu đâu rồi? Đó, nó đang ăn đó. Cái đường đang để cái đầu cần câu ở dưới đó. Ủa đâu rồi? Tao chứ giáo bộ dở lên cho con coi thử. Cái điện thoại đâu rồi? Cái điện thoại đâu? Có chuyện rớt ụm xong à. Trong túi chứ đâu. Rớt điện thoại rồi hả? Rớt cái cần câu dưới luôn hả? Đó nó giật cái cần câu dưới luôn. Ôi cá bự dữ lắm luôn á. Đang dính hả? Đang dính cá. Cột vô cái đầu dây đó đó. Mày ngồi theo trước cái bụng. Rớt điện thoại nghiệp đó. Chứ giật con cá đó tới chiều đó chứ được. Hay là chú lấy cái cây đó chú chống đi vô trong đi. Chống lên đây bị lớn. Có cái dầm không bơi vô đây. Bơi vô. Cột cái cần câu vô cái. Lấy hai tay bơi. Có sợi dây trên đầu đó chú. Sợi dây trên đầu xuồng đó. Bơi vô đây nè. Trên đầu xuồng mà chú đừng gờ trên đầu chú đừng. Đầu xuồng có sợi dây kìa, cột cái cần câu vô, bơi vô. Rồi lấy tay bơi, hai tay bơi xuồng vô. Mình thấy về giật à có cái mồi hình như cái hồ này rộng sâu ở dưới khoảng 4-5 mét. Để đại nãy giờ tính kiếm đêm con nó ăn thì không ăn chưa đủ. Dưới lóng rồi nó lọt đu. Trời ơi trời, nó lo chiếc xuồng kia đi kìa. Chị chú mới vô đây đi. Bơi vô con cá nó lôi đi ra kìa. Nó đạp cái cần câu lên xuồng á. Bơi từ từ vô, nó vô hả. Cái can đảm nào mà chú đường leo lên thuyền đi ra ngoài đó. Đó lên đó, lên đó. Đầu nó bự kìa. Không cỡ cái giò nãy à. Cỡ cái giò rồi. Đạp cái chân lên cái cây á chú rồi bơi vô đi. Cái tay có cái giò đạp con lên. Cái này mà quay. Mà làm cái ầm xuống dưới đi. Ê, làm xuống, kèm xuống.
7,5 chiếc. Phải vậy. Không kiếm cái gạo chúng có ngang chiếc sườn kìa chú ơi. Cái gỗ vậy đó. Lấy cái vỏ ra qua. Chứ đưa cái cần vô. Lấy cái gỗ không? Lấy cái gỗ. Vô tới bờ. Cá nó mệt dữ lắm rồi. Nhân viên ăn cá mệt luôn rồi. Đây, đây. Coi chuột á. Hội nghị tiệc cưới. À, đường cho cô dâu và chú rể đi vào. ở đằng trước là có một cái giếng nước phun sương hồi nãy đó. Đại nước. Ồ, rộng quá. Cái màn hình này gần 5 mét. Mình nghe là 300 inch. Hình ảnh dạ. Phòng cô dâu. Phòng cô dâu đây. Ờ. Bây giờ không có cưới cho mình mở được mà. Đó, cũng rộng ha. Phòng để cô dâu trang điểm nè. Hai đồ. Có phòng vệ sinh. Mai lạnh. Đồng Nai công tâm. Sắp xếp hết rồi cũng lên rồi lại để cho cái đây mình bước. À kiếm có đoàn Tiền Giang mà. Mai mình ngồi ăn. Tiền Giang. Tiền Giang. Con cao ghê luôn. Sợ nó dính ban quyền. Ừ, đây của mình thuốc nè. Đây là thuốc nhuận. Thì đấu mà đánh trắng nhau á, đánh trắng luôn. Có nhiều vậy. Tây Ninh, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 80. Đường Lạc Hồng. Đường Lạc Hồng.
do thành phố Rạch Giá. Đối diện với sang đây là vào thành phố Rạch Giá. Sang Thành Đạt. Đối diện với cây cây sang Thành Đạt. Có rất là nhiều đường để đi vào khu du lịch Phú Điền. Tổng ba đường đó là 80, một tổng đường là Lạc Hồng. Một cổng đường quốc lộ 80, một cổng vào đường Lạc Hồng. Cái này là đường chính đến vô có giá nè. Đây qua giá là phải chừng hơn cây số rồi đó. Quốc lộ 80 cái lại cái đường bên đó nó rẽ vô đây. Đây là ngay cổng chính. Nói đồng chí mình đang làm cỏ để chuẩn bị thực hiện ngày mai. Dạ. Này, chú đang nhà quen chứ. Cỏ để ngày mai được có những sự kiện ngày mai. Cắt điện một ngày nuốt sương sương tầm 100 lít dầu. Mà hai máy rồi nha cả nhà. Cúp điện. 250k. Đây là 100k. Đây 100. Ở bên kia là 250. Đây cái kia là dư rồi. Dạ. Cả này lúc trước mua rồi sao lại nó dư rồi không xài nữa. Ai mua bán lại luôn. Ai mua bán. Do hồi nãy giờ có tiếng nhạc karaoke nên Hoa chỉ quay hình thôi. Bây giờ là nghỉ rồi nên Hoa đã quay có tiếng cho quý vị nghe rồi. Đây là cũng như là nội bộ trong gia đình. Dạ. Đại gia đình. Thì cho nên là tập trung luôn. Dạ. Gia đình này là cũng là nhân viên rồi phục vụ trong cái khu giải trí du lịch này. Về cái mấy con cá này nè. Là mình hồi sớm là cái anh Toàn có đem theo cái thùng câu. Dạ. Thì nên là em nào có quên đây. Em. Anh Tính. Dạ. À, câu được cái con cá mà kéo lên bờ đó là cân được 7,5 kg. Giờ làm nhiều món lắm. À, nãy giờ ăn cũng nhiều rồi. Hai cái lẩu nè rồi cá kho me rồi cá chiên nữa. Quá trời. Bồ câu rô ti. Nhiều món quá, ăn lại gì bò xào hè nữa. Thành quả của mình đó. Vậy đó, cũng như là tôi thấy là có cái ao lớn lắm. Dạ. Với bà con nào mình về đây câu cá lên thích con nào là ví dụ là mình muốn là câu xong rồi ăn gì, luôn. Thì nhờ đầu bếp sẽ chế biến cho mình ăn. Dạ. Như vậy đó, nhưng mà hôm nay đi không có đem cái lai cam theo. Lai cam còn đụng vô cái cây ở cái xà cừ ở ngoài Bình Thuận. Ở Bình Thuận á, ngoài thiền viện Trúc Lâm á, cho nên nó bị hở mạch gì á, nó mát tiện rồi. Dạ. Rồi cái cho nên là nó không có chỉnh được, không có quay phim được. Lai cam bên đầu đẹp lắm. Ở cái chỗ này là làm như là ở giữa xung quanh là đường. Dạ. Bốn phương luôn á. Thì cái quốc lộ 80 lên rồi một cái đường mà nó về nên là không mà nó vô trong đó là vô thành phố là giá luôn đó. Dạ. Rồi đường xuyên Á gì nữa mà. Quá nhiều đường để đi vào đây, luôn. Là mình cũng có cái duyên. Đây là cháu ở sớm. Dạ. Bà con tại vì mình với ba của thượng đi là cô cùng ngủ. Dạ. Nên là có cái duyên mình nhớ là tại nhà cái đào cao tốc á. Nó chở xe không hết cái gì. Dạ. Mình đi đi thì nhờ có xe mà chở mấy cưa rồi mấy đi vòng vòng bên kia nữa. Dạ. Cho nên là mình không có đi quên được chân cái nhờ vậy mới nhớ là mới về đây. Đó, nhờ. Dạ. Đây rồi là ở đây là món ăn là rất nhiều. Cho nên là đây cũng là lịch sự thoáng mát rồi. Mình đã hồi sớm là cũng đi tham quan rồi nhưng mà có tiếng nhạc nhiều quá là cũng không quay chỉnh chu cho bà con xem nữa.
Dạ. Nào mà có ai mình đi ngang đây ghé đây thì cũng ủng hộ một cháu của mình là cái là đây là khu vực điểm Kiên Giang. Dạ. Đây là rộng 7 hectare như nghỉ dưỡng vui chơi rồi trải nghiệm rồi những các trò chơi dân gian rồi có sân bóng đá bóng chuyền nơi tập thể dục thể thao. Dạ. Có bơi lội rồi nữa vui lắm. Dạ. Ví dụ hoặc là các trường học nào mà có nghỉ hè ha rồi có vui chơi đến đây thì cũng bà con ở xung quanh mấy trong cái đội ngũ này cũng phục vụ tận tình lắm. Dạ. Cũng sạch sẽ thoáng mát. Mình đi cũng nhiều nơi nhưng mà đây thấy cũng đạt chuẩn. Vậy là thôi cũng cuối clip cũng chúc bà con cô bác mình mạnh khỏe nha. Bây giờ nhường lại đây cho Thuận đi phát biểu chiến. Cảm ơn du thuyền miền Tây. Cảm ơn đã có dịp mà ghé Phú Điền ha. Dạ. Như cũng rất là hân hạnh đây thân tiếp. Có khi những bạn bè quốc tế mà có về Việt Nam nghỉ dưỡng ra là về quê mình mấy người kiều bào ở về quê thì biết nơi để mình ghé thăm. Nhưng vậy thì cũng cầu chúc cho ở đây càng ngày càng phát triển thêm mà mô mai bán đất thì dạng sự tốt lành như ý. Rồi 1 2 3 vô đi. 1 2 3 vô. Tại vì là mai mình còn đi sớm nữa, sợ là không có kịp cái sợ dễ phà, cho nên là mình xin ngưng uống bia. Mình uống cái này. Dạ. Với chung với nhóm có nữ mà mấy đứa cháu mình này là bắt uống bia tụi nghiệp đó. Mai nó còn một cái sự kiện lớn nữa là cái đại hội gì đó. Tiếng kèn đội ta. Do tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức khoảng sức chứa khoảng 1.000 khách. Dạ. Khu vực phía Nam tính từ Huế cho vào. Dạ. Dạ. Hồi nãy cũng có quay sơ lược thì trên cái phòng đó nhưng mà mình có cái tiếng nhạc nên không mình không nói chuyện được cho nên nó kèm vô cái nhạc của YouTube. Để cho nên hơi im tay chút, cho nên chuyện hơn vậy đó. Bởi vì cũng mong quý bà con mình cũng thương và thông cảm giùm ha. Có gì tại vì mình cũng không có chuyên nghiệp về ăn nói, mình chỉ là leo kìa, đưa cây rồi này kia thôi. Mình có gì hơi sơ xuất xin quý bà cô bác mình chăm trước và thông cảm cho nha. Dạ, cũng thành thật đôi ơn. Dạ. Dạ, em cũng cảm ơn anh Năm và nguyên nhóm của khu du lịch sinh thái Phú Điền này. Rồi cũng hai mặt năm ha, và ta đã sáng giờ cũng phục vụ các món ăn mà tiếp đón này kia nồng hậu, thấy đúng là đúng chất như miền Tây tiếp khách, nên là đó là rất là đáng quý. Rồi vậy ha, cảm ơn. Rồi bây giờ mình tiếp Kiên Giang thì mình cứ ghé lại chơi. Dạ. Kiên Giang thì lúc nào cũng sẵn sàng mở cửa xuống. Dạ. Có rộng có vui. Rồi mời lần nữa mời bà con mình nhé. Rồi về người dân mình vừa tạm biệt luôn. Rồi chào cả nhà luôn. Hoa cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu ai có dịp đi ngang qua rạch Giá Kiên Giang thì hãy đến khu du lịch sinh thái Phú Điền này để trải nghiệm thử xem như thế nào nha. Hoa xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.